Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha. Tập 138, chương 1371, Thế Tôn phù hộ, làm việc thiện tích đức. Thời điểm Mạnh Cảnh Chu nghe hai người giới thiệu đối phương, lai lịch một người kinh người hơn so với một người, cái gì luyện thể một đạo đi đến cực hạn, cái gì mẫu thân là thánh nữ thánh địa. Giao thủ một trận liền phát hiện hai người bọn hắn chiến lực thực sự bình thường, không nói những cái khác, thời điểm mình kim đan kỳ luyện thể thuật liền mạnh hơn Phương Vô Địch nhiều. Thời điểm đó mình luyện thể luyện từ tóc đến cái bóng, không có một chút xíu lỗ thủng. Trái lại Phương Vô Địch luyện thể thuật, trăm ngàn chỗ hở, không có chút nào ý mới. Làm gì, ngươi còn muốn đi lên luyện một chút cùng với bọn hắn? Lục Dương bĩu môi kích động Mạnh Cảnh Chu một chút. Vậy thì không thể. Mạnh Cảnh Chu khoát tay, thận trọng nói, ta hiện tại nói thế nào cũng coi như đại năng tu tiên, chính đạo cự phách, lên đài chiến đấu cùng với tiểu bối, hạ giá. Nhưng hai người này giống như so với ngươi chỉ nhỏ hơn 3 tuổi, đó cũng là tiểu bối. Ngươi nhìn chúng ta đại năng tu tiên lúc nổi giận, thường xuyên sẽ nói tiểu bối ngươi dám, chưa từng có nói qua cùng thế hệ ngươi dám, điều này nói rõ hô tiểu bối có khí thế. Lục Dương gật đầu, điểm này của lão Mạnh nói rất có lý. Tiếp tục ở chỗ này nhìn kim đan kỳ chiến đấu cũng không có gì thú vị. Hai người Lục Dương quyết định vẫn là chờ đến thời điểm tăng nhân khai hoàng tự thông báo cho bọn hắn tuyển ra kết quả bát cường, trở lại cũng không muộn. À, là Lục Đại Sư, Mạnh Đại Sư. Nghe thấy có người nói phá ra ngụy trang của hai người, Lục Dương lần theo âm thanh nhìn sang, không ngoài dự đoán, chính là Đường Xảo Xảo cùng với Thôi Tước Nhi. Cũng chỉ có hai người bọn họ gặp qua bộ dáng của mình sau khi ngụy trang. Đường Xảo Xảo cùng với Thôi Tước Nhi cầm mô hình đồ chơi làm từ đường, yêu thích không buông tay, mô hình đồ chơi bằng đường sinh động như thật, là chân dung của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Đây là mô hình đồ chơi từ đường sư vì nghênh hợp cần, tay nghề trong đêm tăng ca luyện ra được, hiệu quả cực kỳ tốt. Hai vị đại sư, không phải nói các ngài muốn lên đài làm ban giám khảo sao, tại sao còn ở chỗ này? Còn chưa tới lúc chúng ta ra sân, nhìn bộ dáng này trong thời gian ngắn cũng không tới phiên chúng ta lộ mặt. Các ngươi đây là, làm sao chỉ có hai người các ngươi, truyền võ đâu? Nghe ca ca nói, tiệm thuốc hôm qua tiến dược liệu có chút vấn đề, ca ca hắn đi theo lão bản đi đến Liên Hoa Thành kế bân nhập hàng rồi, cũng không biết hôm nay còn có thể trở về hay không. Đường Xảo Xảo thở dài, còn muốn cùng với ca ca cùng nhau đón lễ mộc Phật tiết, hiện tại xem ra khả năng là không lớn. Dạng này à, vậy các ngươi đi chơi đi, nhớ kỹ chú ý an toàn. Lục Dương theo thói quen dặn dò. Đường Xảo Xảo cùng với Thôi Tước Nhi trải qua một giọt máu của Lục Dương tẩy lễ, thân thể sớm đã xưa đâu bằng nay, lực lượng xem như võ giả bình thường cũng không cường đại bằng các nàng. Chơi không được nữa, ta một hồi còn phải đi phát cháo. Thôi Tước Nhi nói. Lục Dương nhớ lại, Thôi Thiện Nhân mỗi tháng đầu năm, 15, 25 sẽ đi phát cháo. Vốn là ta nói với phụ thân có thể phát cháo chậm một ngày hay không, phụ thân ta bảo hôm nay là mộc Phật tiết, là thời gian Thế Tôn đản sinh, hôm nay làm việc thiện tích công đức là gấp 10 lần ngày thường, càng hẳn là muốn phát cháo. Còn có loại thuyết pháp này. Mặc dù Lục Dương đối với mộc Phật tiết có một ít hiểu biết, nhưng chung quy là không như Thôi Thiện Nhân loại người địa phương này quen thuộc truyền thống. Nói như vậy, vậy ta cùng với lão Mạnh cũng đi làm việc thiện tích đức. Lục Dương cười nói, đại sư gặp lại sau, nguyện Thế Tôn phù hộ ngài. Thôi Tước Nhi cùng với Đường Xảo Xảo vẫy tay tạm biệt. Lục Dương trong lòng tự nhủ kỳ thật không cần thiết cộng thêm câu đằng sau này, Thế Tôn căn bản sẽ không thể phù hộ ta. Tiểu Dương tử ngươi có phải muốn nói xấu bản tiên rồi hay không? Bất Hủ tiên tử không biết ở đâu ra giác quan thứ 6, đột nhiên hỏi. Không có không có, tiên tử ngài đại từ đại bi, làm tận chuyện tốt, tiểu nhân đang muốn hướng ngài học tập, làm việc thiện tích đức, làm sao lại nói xấu ngài được. Bất Hủ tiên tử hừ hừ nói, liệu ngươi cũng không dám che giấu lương tâm nói xấu bản tiên? Đúng vậy, đúng vậy. Hai người Lục Dương đi dạo ở bên đường, không ít người đều cầm mô hình đồ chơi làm từ đường có hình tượng hai người bọn họ, liếm tới liếm lui, hai người bọn họ nhìn nét mặt trở nên quái dị. Bỗng nhiên, phía trước hai người xuất hiện một nam tử mặc đấu bồng màu đen, nam tử mặc đấu bồng đen cười hắc hắc,
âm thanh cực kỳ quỷ dị. Hắn xoay người sang chỗ khác, trong tay cầm một cây châm dài đen nhánh, ánh mắt cuồng nhiệt, điên cuồng cười to, khiến cho hai người Lục Dương không hiểu nổi. Dứt lời, nam tử mặc đấu bồng đen cầm lấy châm dài, hung hăng đâm về phía cánh tay của Mạnh Cảnh Chu. Khai Hoàng Thành náo loạn, liền bắt nguồn từ hai người các ngươi, muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt à. Nhanh à, châm dài đâm vào trên cánh tay của Mạnh Cảnh Chu, trực tiếp bị gãy thành hai đoạn. Cảnh tượng yên tĩnh. Nam tử mặc đấu bồng đen nhìn một chút châm dài gãy mất, lại nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu, quay người nhanh chân bỏ chạy. Mạnh Cảnh Chu cổ tay nắm chặt, trực tiếp đập thân thể nam tử mặc đấu bồng đen nghiêng qua, quẳng xuống đất. Chương 1372, ngày Lục Dương gặp nạn, 1. Đây là thứ đồ gì? Mạnh Cảnh Chu cầm một nửa châm dài, vẫn là không hiểu rõ hiện trạng. Tiên tử, ngươi nhìn ra đây là thứ gì không? Bản tiên nhìn xem, cây châm dài này phía trên ngâm độc, thành phần vẫn rất phức tạp, người bị đâm tựa như là nhận thức rối loạn. Đánh mất lý trí, gặp người liền cắn, người bị cắn cũng sẽ xuất hiện triệu chứng giống y hệt. Lục Dương trầm mặc. Triệu chứng này làm sao nghe thấy quen tai như thế, đợi lát nữa, cái này không phải là xác sống sao. Biết tác dụng của châm dài này, Lục Dương không còn lưu thủ, đem nam tử mặc đấu bồng đen kéo vào trong hẻm nhỏ, trực tiếp siêu hồn, hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Thì ra là trụ trì miếu tự nơi khác ghen ghét với sự phồn hoa của Khai Hoàng Thành, muốn mượn cơ hội này gây ra hỗn loạn. Phái người trên đường ngẫu nhiên tìm mấy một tên xui xẻo đâm một châm, biến thành đầu nguồn truyền bá. Mạnh Cảnh Chu chính là tên xui xẻo đầu tiên. Được, đem chuyện này nói cho Đoạn Trần Đại Sư, để cho chính hắn xử lý. Lục Dương nói, duỗi lưng một cái, nếu là sự tình nhằm vào Khai Hoàng Thành, tự nhiên phải thông báo cho Đoạn Trần Đại Sư. Sự tình kéo theo sau đó thì không cần bọn hắn quản. Xem ra lão thiên gia cũng hướng về hai chúng ta, hôm nay quả nhiên là ngày tốt lành làm việc thiện tích đức. Mạnh Cảnh Chu vui dạo dực nói, Lục Dương cũng gật đầu đồng ý, cử động lần này tương đương với cứu vớt dân chúng toàn thành, là đại công đức. Đang trên đường trở về Khai Hoàng tự, hai người Lục Dương bắt gặp dâm tăng tu hành Hoan Hỷ Phật, trắng trợn cướp đoạt dân nữ muốn nạp làm thê thiếp thứ 26. Sau đó, bắt gặp tu sĩ thọ nguyên sắp hết nhân sinh vô vọng muốn tự bạo, bắt gặp tu sĩ học được thôi miên chi thuật muốn mở vô giả đại hội, bắt gặp trùng tu lọt vào trùng vương phản phệ suýt nữa bộc phát trùng tai, bắt gặp tà tu muốn phóng thích ôn dịch họa loạn nhân gian, bắt gặp tu sĩ bắt lấy con non thú vương muốn dẫn phát thú triều. Chẳng biết lúc nào, Lục Dương trong tay xuất hiện một sợi dây thừng, đằng sau buộc tu sĩ này đến tu sĩ khác, đều thành thành thật thật đi theo Lục Dương. Đoạn Trần Đại Sư ngồi tại cửa vào chùa miếu, nhìn qua khách hành hương như nước chảy, mặt mày hớn hở, tâm tình thư sướng. Càng ngày càng cảm thấy chuyện trước đó mời hai người Lục Dương đến Khai Hoàng Thành thế nào là chuyện vô cùng chính xác. Hắn tin tưởng Mộc Phật Tiết qua đi, mình sẽ hướng mục tiêu hoành nguyện bước đi một bước dài. Hai vị thí chủ, các ngươi tại sao trở lại? Đoạn Trần Đại Sư biết được hai người Lục Dương trở về, có chút kinh ngạc, đi ra ngoài nghênh đón. Sau đó liền thấy hai người Lục Dương dẫn theo mấy người. Những này người là sao? Lục Dương đem dây thừng giao cho Đoạn Trần Đại Sư, nét mặt không thay đổi nói ra kết quả của chuyện làm việc thiện tích đức. Còn có, trị an trong Khai Hoàng Thành các ngươi thực sự quá kém. À, Đoạn Trần Đại Sư không nghĩ ra, phương thức Lục thí chủ ngươi làm việc thiện tích đức chính là dắt một đám người kéo trở về sao? Tên này là tu Hoan Hỷ Phật. Tên này là muốn tự sát. Tên này là học được thôi miên chi thuật. Lục Dương giới thiệu từng cái lai lịch của những người này, nói từng tên đều vô cùng đáng giá. Không nói việc bọn hắn cần phải làm, chỉ nói quá trình bắt giữ tương đối không dễ dàng, không phải một hai câu có thể khái quát. Giới thiệu đến tên cuối cùng, Lục Dương với giọng nói nhấn mạnh nói ra, may mắn ta cùng với lão Mạnh cảm thấy ngày lễ lần này sẽ có đại sự phát sinh. Tâm tình có chút không tập trung một mực lưu ý dị dạng trong thành, ngươi xem một chút, đều bị chúng ta tìm ra được. Đoạn Trần Đại Sư nghe được cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, những này người đều là tai họa ngầm cực lớn. Lục thí chủ cùng với Mạnh thí chủ phàm là lọt mất một người, Mộc Phật Tiết lần này đều sẽ xong đời à. Bất quá chuyện này cũng không thể trách hắn chuẩn bị không chu toàn, những tu sĩ làm loạn này từng tên hành động ẩn nấp, coi như hắn tăng thêm nhân thủ tuần tra cũng không tìm ra vấn đề. Không biết hai vị thí chủ là như thế nào tìm tới những người này, có thể truyền thụ một hai kỹ xảo cho bần tăng được hay không? Lục Dương khoát tay áo, khiêm tốn nói ra,
nào có cái kỹ xảo gì, bất quá là Thế Tôn phù hộ mà thôi. Đoạn Trần Đại Sư nghe vậy gương mặt rung động, đây đúng là một loại khả năng duy nhất, bằng không thì coi như hai người một mực mở ra thần thức điều tra, cũng không thể đem tất cả bọn hắn đều tìm được. Xem ra hai vị thí chủ đều là hạng người phúc duyên thâm hậu. Vậy phiền đại sư ngài mệt nhọc xử lý những tên này, hiện tại xem chừng Bát Cường nhanh đã chọn được, ta cùng với Lão Mạnh nên đi đến hiện trường. Lục Dương tính toán thời gian nói một chút. Vốn là bọn hắn định phóng thích người hạ độc xác sống còn thời gian chơi rất dài. Ai có thể nghĩ tới đằng sau còn có một cặp người chờ bắt lấy, bắt xong người, đưa về khai hoàng tự, thời gian này cũng thừa không sai biệt lắm. Thiện tai, một khắc này, Lục Dương bước ra cửa chùa, mắt tối sầm lại, lúc lần nữa khôi phục lại ánh mắt, đã đi tới phụ cận lôi đài. Lão Lục, có muốn nhìn một chút bọn hắn đánh thế nào hay không? Mạnh Cảnh Chu chỉ vào lôi đài có tiếng người huyên náo, có phần có hào hứng. Lục Dương khóe mắt run rẩy, không phải, lễ lớn tại sao lại đảo ngược thời gian, có thể để cho ta thật tốt qua cái lễ này hay không? Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1373, ngày Lục Dương gặp nạn, 2. Đừng xem, trình độ đều rất bình thường, trình độ tốt nhất đoán chừng chính là tu sĩ thứ 95 cùng thứ 99 địa bảng kia. Lục Dương đã sớm nhìn qua một lần biết quan chiến ở chỗ này thuần túy là lãng phí thời gian. Địa bảng là cái gì? Lục Dương nâng chán, quên hiện tại Lão Mạnh còn không biết địa bảng là có hàm nghĩa gì, chính là chùa Tây Thiên đối với tu sĩ Phật Quốc tiến hành xếp hạng, chia làm nhân bảng, địa bảng cùng với thiên bảng. Thì ra là dạng này. Mạnh Cảnh Chu giật mình, không có suy nghĩ nhiều, loại tin tình báo này làm nhiều bài tập liền có thể biết. Chỉ là địa bảng này là trình độ gì Lão Lục ngươi không hiếu kỳ sao? Mạnh Cảnh Chu vẫn như cũ rất là hiếu kỳ, lựa chọn lưu lại quan sát. Trên lôi đài, Hoắc Danh thần sắc ngưng trọng nhìn Phương Vô Địch, không nghĩ tới ngươi cũng đến. Nghe nói ngươi chính là tiên thiên chí tôn thể, lúc mới sinh ra liền có kim long xoay quanh chìm vào trong cơ thể, hóa thành bớt trên người ngươi. Mạnh Cảnh Chu tràn đầy phấn khởi nhìn một hồi, rất nhanh liền thất vọng, chỉ có chút bản lĩnh này. Thời điểm ta kim đan kỳ có thể một mình đánh hai người bọn hắn. Ta cũng đã sớm nói không có gì có thể xem rồi. Lục Dương bất đắc dĩ nói, vậy thì ngươi làm sao biết sẽ xuất hiện tu sĩ địa bảng? Mạnh Cảnh Chu không hiểu, thậm chí khai hoàng tự cũng không biết có ai tham gia trận đấu, đều là báo danh ngay tại chỗ. Ta đương nhiên biết, ta đều đã trải qua một lần. Trải qua một lần là có ý gì? Mạnh Cảnh Chu vô cùng kinh ngạc. Lục Dương nhìn thấy Lão Mạnh nghi hoặc lộ vẻ khó hiểu, trước đó thời điểm gặp phải thời gian quay lại một mực không có cơ hội giải thích với Lão Mạnh, lần này cũng là một cơ hội. Chuyện này phải nói đến từ lúc ta vừa bắt đầu đột phá hóa thần trung kỳ. Lục Dương giải thích từ đầu, đem chuyện trải qua hơn nửa năm này kể lại một lần, Mạnh Cảnh Chu nghe được rơi vào trong mờ mịt. Hắn từng nghe Lão Tổ Tông nói qua, bộ phận bán tiên có thể làm được tạm dừng thời gian quay lại này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhìn Lão Lục nói miệng đắng lưỡi khô, không giống như là tự bịa ra. Thì ra là thế, nghĩ không ra đạo quả loại chuyện này cũng làm ra được. Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, bỗng nhiên trở nên bắt đầu mờ mịt. Ai, Lão Lục trước ngươi nói cái gì rồi? Lục Dương cạn lời. Mẹ nó, quên mất thủ đoạn đạo quả có tính chất lãng quên, phí công giải thích nửa ngày. A, à, là Lục Đại Sư, Mạnh Đại Sư. Âm thanh quen thuộc vang lên, Lục Dương không cần quay đầu lại đều biết là Đường Xảo Xảo cùng với Thôi Tước Nhi. Hai vị đại sư, không phải các ngươi nói phải lên đài làm ban giám khảo sao? Tại sao còn ở chỗ này? Còn chưa tới lúc chúng ta ra sân. Lục Dương thuận miệng giải thích, không có đuổi theo lần trước hỏi về đường truyền võ. Làm sao chỉ có hai người các ngươi, tiểu tử truyền võ kia đâu? Hảo huynh đệ Mạnh Cảnh Chu đã thay Lục Dương hỏi rồi. Ca ca hắn đi theo lão bản đi liên hoa thành kế bên nhập hàng rồi. Vậy thì thôi cô nương ngươi thời điểm phát cháo chú ý an toàn. Lục Dương dặn dò. Thôi Tước Nhi kinh ngạc. Lục đại sư làm sao biết ta muốn cùng phụ thân đi phát cháo? Thôi cô nương quên sao, ngươi đã nói, nhà các ngươi mỗi khi đến đầu năm, 15 cùng với 25 đều sẽ đi phát cháo, hôm nay là 15 tháng 5 nha. Phát cháo chậm một ngày không được hay sao? Theo Mạnh Cảnh Chu, hôm nay hẳn là thời gian đặc biệt để vui chơi nhiều hơn. Lục Dương lắc đầu, đương nhiên không được,
Hôm nay làm việc thiện tích công đức là gấp 10 lần ngày thường, càng hẳn là muốn phát cháo. Thôi Tước Nhi càng phát ra kinh ngạc, Lục đại sư biết được thật nhiều, ta còn tưởng rằng chỉ có người địa phương chúng ta mới biết được thuyết pháp này. Sau khi tạm biệt Thôi Tước Nhi cùng với Đường Xảo Xảo, Mạnh Cảnh Chu cổ động Lục Dương, lão Lục, vậy chúng ta cũng làm việc thiện tích đức đi. Chuyện này đơn giản. Bàn về việc hôm nay làm sao làm việc thiện tích đức, không có ai càng hiểu hơn so với Lục Dương. Lục Dương mang theo Mạnh Cảnh Chu đi ở trên đường phố phồn hoa, bỗng nhiên một nam tử mặc đấu bồng màu đen bỗng nhiên quay người, điên cuồng cười to, khiến cho Mạnh Cảnh Chu không hiểu làm sao. Khai Hoàng Thành náo loạn, là từ ngươi, đừng nói là lời văn đều như thế. Lục Dương tiến lên bỗng nhiên phóng ra một bước, mở bàn tay ra túm lấy mặt của tên nam tử mặc đấu bồng đen, ầm một tiếng nhấn trên mặt đất. Lão Lục, hắn là... Lục Dương ngồi xổm người xuống lấy dây thừng tỏa linh ra, thuần thục trói nam tử mặc đấu bồng đen lại, lần này đều không cần siêu hồn. Đừng hỏi nhiều như vậy, ta mang ngươi đi làm việc thiện tích đức. A, à, nha, sau đó là dâm tăng, tu sĩ vô già, trùng tu. Từng tên một xa lưới, có được kinh nghiệm bắt người từ lần trước, lần này Lục Dương càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đại công cáo thành, chúng ta đem bọn hắn đều đưa đến cho Đoạn Trần. Lời còn chưa dứt, Lục Dương mắt tối sầm lại, lại lần nữa đi vào phụ cận lôi đài. Nhoáng một cái năm lần luân hồi đi qua, lão Lục có muốn nhìn một chút bọn hắn đánh thế nào hay không? Mạnh Cảnh Chu chỉ vào lôi đài nói, đừng xem, cao hơn nữa là cũng chỉ là hai tu sĩ đến từ địa bảng. Địa bảng là cái gì? Lục Dương tiến lên đi hai bước, thuần thục vỗ vỗ người xem phía ngoài nhất có tiếng kêu lớn nhất. Đến, ngươi giải thích với hắn cái gì gọi là địa bảng đi. Chương 1374, Trúng Chiêu. Giải thích xong hàm nghĩa của địa bảng, Lục Dương đuổi theo trước khi Đường Xảo Xảo cùng với Thôi Tước Nhi đến. Lôi kéo lão Mạnh tích lũy công đức, có thể nói giành giật từng giây, tranh thủ gạt ra thời gian có thể chơi. Lục Dương còn không dám mặc kệ đặt vào đám dâm tăng này, trùng tu, hắn không xác định lần luân hồi này có phải là lần cuối cùng hay không. Nếu như vận khí không tốt, gặp phải một lần luân hồi cuối cùng, phàm là lọt mất bất cứ người nào, Khai Hoàng Thành này là sẽ xảy ra nhiễu loạn ồn ào lớn. Lục Dương nếm qua tương tự thua thiệt. Có một lần hắn lâm vào luân hồi, cùng với Đào Yêu Diệp tiến hành nhiều đối thoại giống nhau đến 15 lần. Về sau Lục Dương thực sự cảm thấy lời thoại này nhàm chán, qua loa cho xong. Kết quả thật vừa đúng lúc, lần kia là một lần luân hồi cuối cùng, làm cho Đào Yêu Diệp còn tưởng rằng mình làm ra sự tình gì trêu đến Lục Sư Huynh. Nhanh khóc lên, Lục Dương không thể không quay đầu lại dùng lời nhỏ nhẹ giải thích nửa ngày cho Đào Yêu Diệp, lúc này mới hóa giải hiểu lầm. Khai Hoàng Thành náo loạn, mỹ nhân ngươi liền theo ta. Ta không còn sống bao lâu nữa, từ giờ trở đi độ mẫn cảm của ngươi. Đại sư những người này đều ở chỗ này, ngươi siêu hồn là được rồi. Lục Dương mang theo Mạnh Cảnh Chu một mạch mà thành, rốt cục tại bên trên tiến độ còn không có cân bằng cùng lúc luân hồi. Làm sao ta có cảm giác ngươi làm việc vội vội vàng vàng. Toàn bộ hành trình Mạnh Cảnh Chu đều không cùng tiết tấu với Lục Dương, thật giống như Lục Dương đã sớm biết chuyện gì sắp phát sinh. Đừng nói nữa, tâm mệt mỏi. Lục Dương thở dài, âm thầm cầu nguyện tuyệt đối toàn bộ không nên lại luân hồi lần thứ 6. Đi vào khoảng thời gian không có trải qua, Lục Dương cuối cùng trầm tĩnh lại. Đi đến nơi bán đồ chơi mô hình từ đường mua hai con đồ chơi mô hình từ đường, một con là hình tượng của mình, một con là hình tượng của Mạnh Cảnh Chu. Hắn đem mô hình đồ chơi từ đường hình tượng Mạnh Cảnh Chu mang cho Mạnh Cảnh Chu, này, ta mời khách. Mạnh Cảnh Chu tâm tình phức tạp tiếp nhận mô hình đồ chơi từ đường, trái xem phải xem, cầm lên chính là không dám hạ miệng. Mô hình đồ chơi từ đường không có vấn đề gì khác, vấn đề duy nhất chính là vẽ quá giống. Lục Dương cũng không dám hạ miệng, chỉ bất quá hắn cảm thấy thật vất vả đụng tới mô hình đồ chơi từ đường có hình tượng mình, không mua lại thấy đáng tiếc. Trong không gian tinh thần, không biết là cuối cùng đi vào thời gian không biết, hay là trông thấy Lục Dương mua mô hình đồ chơi từ đường có hình tượng của mình, Bất Hủ Tiên Tử lập tức từ liên hoa đài ngồi dậy, rất hào hứng. Tiểu Dương Tử, tới, nhường bản tiên sử dụng thân thể của ngươi. Không phải do Lục Dương phản kháng, Lục Dương trực tiếp bị nữ ma đầu thượng cổ đoạt xá. Nữ ma đầu thượng cổ mượn dùng thân thể của Lục Dương, liếm lấy một ngụm mô hình đồ chơi từ đường phát ra tiếng hắng giọng dài trầm bổng du dương. Thật ngọt. Sau đó đem thân thể trả cho Lục Dương. Lục Dương thấy thế, hoài nghi cũng liếm lấy một ngụm mô hình đồ chơi từ đường,
cảm giác hương vị giống hệt như mô hình đồ chơi từ đường bình thường, làm sao tiên tử lại đánh giá? Thật ngọ, chứ. Liếm lấy cái thứ nhất, liền rốt cuộc không có gánh nặng trong lòng, Lục Dương tiếp tục ăn kẹo họa. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Lục Dương dám ăn, mình cũng không có lý do gì sợ hãi rụt rè, cũng bắt đầu ăn. Hai người ăn mô hình đồ chơi từ đường đi ở trên đường phố phồn hoa, âm thanh người đi đường trò chuyện luôn có thể chảy vào lỗ tai của bọn hắn. Lữ Trình, chúng ta ly hôn đi, ngươi đã 40 tuổi, vẫn như cũ chẳng làm nên trò trống gì, sớm biết như thế ta lúc đầu đã không nên gả cho ngươi. Nhi tử, ngươi đã 6 tuổi đừng lại tiêu tiền của ta, là thời điểm độc lập chúng ta đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Ngươi lão già này, từ khi sinh bệnh đến nay ta đã bỏ ra bao nhiêu bạc, từ hôm nay trở đi, ta không quan tâm đến sống chết của ngươi, rời khỏi cái nhà này. Lục Dương ngừng bước chân lại, hắn lục tục ngo ngoe nghe được rất nhiều cuộc đối thoại giống như thế này, vợ chồng ly hôn, phụ thân bỏ rơi con, nhi nữ ném mẫu, tần suất cao dọa người. Chờ một chút, làm sao cảm giác không thích hợp? Hai người Lục Dương phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, trên đường đi Hoan Thanh Tiếu Ngữ không ngừng bỗng nhiên không có tiếng cười, chỉ có tiếng bước chân lộn xộn không chịu nổi, cùng với tiếng nói chuyện lạnh lùng. Hai người bọn họ một mực cười cười nói nói, lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh bên ngoài có dị thường. Toàn bộ trên đường cái, chỉ có tiếng cười của hai người bọn họ mới là tồn tại không hợp nhau. Đây là tình huống như thế nào? Là vong tình đan. Lục Dương bỗng nhiên kịp phản ứng, đây rõ ràng là công hiệu của vong tình đan, mất đi tình cảm, thế nhân lợi dụng lợi ích khu động mình. Đối với phụ thân mà nói, tiểu nhi tử là vướng víu, một cặp nữ nhi nói, mẫu thân cao tuổi là vướng víu, cũng có thể vứt bỏ. Trên con đường này tất cả mọi người đều phục dụng vong tình đan. Không, không đúng, không chỉ là con đường này. Các bạn đang nghe chuyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1375, Bạch Cốt Thần Giáo Phục Sinh, 1. Dưới thần thức rất khó có tư ẩn có thể nói, nhưng bây giờ Lục Dương cũng không lo được tư ẩn gì, thần thức lan tràn. Bao phủ mấy chục con đường, phòng ốc, bất luận là phàm nhân hay là tu sĩ, đều mặt không biểu tình, di chuyển như là cái xác không hồn. Nhìn dạng này chỉ sợ là cả tòa Khai Hoàng Thành đều lâm vào loại tình huống này. Lục Dương mồ hôi lạnh ứa ra, cảm thấy đại sự không ổn, là người của vô tình giáo. Bọn hắn là thế nào làm được khiến cho tất cả mọi người đều trúng chiêu? Mạnh Cảnh Chu thần sắc ngưng trọng, trước mắt bao người, hai người bọn họ vậy mà ai cũng không có phát hiện điểm này. Lục Dương giống như là nhớ tới điều gì, cúi đầu nhìn đất dưới mặt đất là một vũng nước đọng. Phần nước đọng chìm vào khe hở đá xanh trên đường đi, mặt đất cùng với bùn đất đều ướt sũng, manh mối nối liền thành một đường, là nước sông kênh đảo. Ngươi còn nhớ rõ đoạn Trần Đại Sư sau khi siêu hồn đối với Tam Mục Quỷ Tăng giới thiệu vong tình đan với chúng ta như thế nào không? Trải qua Lục Dương nhắc nhở như vậy, Mạnh Cảnh Chu cũng kịp phản ứng, vong tình đan, gặp nước thì hóa. Nước là vấn đề. Đúng vậy. Khẳng định là có người đem số lượng lớn vong tình đan đầu nhập vào trong nước sông kênh đảo. Hôm nay là Mộc Phật Tiết, là thời gian Thế Tôn đản sinh, để ăn mừng Thế Tôn sinh ra, sẽ hất nước chúc mừng. Nước sông kênh đảo vẩy vào cả tòa Khai Hoàng Thành, trình độ bốc hơi, ngay tiếp theo thành phần trong vong tình đan cũng tung bay ở không trung, trong lúc hô hấp sẽ trúng chiêu, ai cũng sẽ không phát giác ra được. Nói không chừng yêu thú đối với thành phần của vong tình đan càng thêm mẫn cảm. Ngươi còn nhớ rõ lúc chúng ta làm việc thiện tích đức đụng phải trùng tu không? Trùng vương phệ chủ suýt nữa ủ thành đại họa trùng tai, nói không chừng chính là bởi vì trùng vương nhận phải ảnh hưởng của vong tình đan, đã mất đi tình cảm trói buộc. Hai chúng ta tu vi quá cao, coi như phục dụng một viên vong tình đan cũng chỉ có thể duy trì mấy tức. Vong tình đan này tung bay ở trong không khí không biết pha loãng gấp bao nhiêu lần, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, chúng ta hấp thu cũng sẽ trực tiếp miễn dịch. Nhưng tu sĩ khác có thể không làm được điều này. Tìm đoạn Trần Đại Sư, ông ta cũng là hóa thần kỳ, mặc dù không như hai chúng ta, cũng không về phần chịu ảnh hưởng. Hai người quyết định thật nhanh, cố gắng cũng không thể phi hành quy định trong thành là không được, cho nên đằng không mà lên, bay về phía Khai Hoàng Tự. Hai người tại cổng của Khai Hoàng Tự rơi xuống đất, Khai Hoàng Tự vẫn như cũ hương hỏa cường thịnh. Thậm chí bởi vì ảnh hưởng của vong tình đan, mà số lượng khách hành hương đến tháp hương bái Phật càng ngày càng nhiều. Nhóm khách hành hương nét mặt chất phác, giống như là bị dắt đi như con rối đi vào Khai Hoàng Tự,
cho tiền vào bên trong hòm công đức, vàng bạc, linh thạch, động tác cực kỳ tiêu chuẩn. Nếu như trước đây còn có theo đại lưu qua loa cho xong, bây giờ ở trạng thái vong tình, ngay cả tình cảm qua loa cũng không có. Hai người đẩy cửa phương trượng TH A Cha, vội vã hô, đại sư, đại sự không ổn, người toàn thành đều trúng độc vong tình. Trong phòng phương trượng, trước đó mấy tên có bị vấn đề lục dương bắt lại đều là bị giam ở chỗ này. Đoạn Trần đại sư đang hỏi thăm ngọn nguồn sự tình với từng người bọn hắn để đưa ra phán đoán, nhìn xem xử lý những người này như thế nào. Hắn nghe được hai người lục dương tin tức truyền đến, bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt trợn tròn xoe. Cái gì? Mộc Phật Tiết lần này làm sao có nhiều chuyện như vậy? Thế Tôn phù hộ, may mắn hắn có dự kiến trước, mời Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu tới, bằng không Mộc Phật Tiết lần này nhiễu loạn chỉ sợ là càng lớn. Mau nói hiện tại là tình huống như thế nào? Đoạn Trần đại sư cũng không đoái hoài tới hỏi thăm tên dâm tăng gì nữa, dù sao nhốt tại nơi này cũng chạy không thoát. Đại sư ngài phóng thần thức ra ngoài liền biết. Đoạn Trần đại sư phóng thích thần thức, mặc dù phạm vi không lớn mạnh như hai người Lục Dương thần thức vậy, nhưng cũng đầy đủ thấy rõ bách tính có khác thường. Tất cả mọi người mặt đều không biểu tình, những người phục dụng vong tình đan kia có triệu chứng hoàn toàn nhất trí cùng với trong trí nhớ của Tam Mục Quỷ Tăng. Căn cứ theo suy đoán của chúng ta, rất có thể vấn đề xuất hiện ở nước sông Kênh Đào, người vô tình giáo hướng nước sông Kênh Đào khuynh đảo số lượng lớn vong tình đan. Lục Dương nói ra phỏng đoán của hắn, Đoạn Trần đại sư nghe được sắc mặt càng ngày càng âm lãnh. Sơ sót, không nghĩ tới sẽ xảy ra vấn đề ở nước sông Kênh Đào. Đây đúng là phương pháp lặng yên không một tiếng động lại có hiệu suất cao đem độc vong tình truyền khắp cả tòa Khai Hoàng Thành. Đoạn Trần đại sư ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai vị thí chủ cho rằng phải làm như thế nào? Việc cấp bách là phải ổn định bách tính. Đoạn đường này bay tới chúng ta đã gặp gỡ rất nhiều hành động vô tình. Bỏ rơi vợ con, bội tình bạc nghĩa. Nếu là lại đợi thêm một đoạn thời gian, chỉ sợ là sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Chương 1376, Bạch Cốt Thần Giáo Phục Sinh, 1. Ta cùng với Lão Mạnh lúc ở trên đường có thương lượng qua, độc vong tình tràn ngập trong không khí còn lâu mới có được độc tính lớn hoàn toàn của vong tình đan, tu sĩ trúc cơ kỳ khó mà nói. Tu sĩ kim đan, nguyên anh kỳ chỉ cần ngừng thở, không còn hấp thu độc vong tình, độc tính trong thân thể hẳn là rất nhanh liền có thể đi qua, khôi phục bình thường. Lần này, Mộc Phật Tiết có tu sĩ thi đấu tầng trên cùng nhất chính là Kim Đan Kỳ. Bởi vậy bây giờ Kim Đan Kỳ ở Khai Hoàng Thành so với ngày thường phải hơn rất nhiều, có thể trở thành một sự trợ giúp lớn. Ta cùng với Lão Mạnh nghĩ biện pháp ổn định bách tính, khiến tu sĩ này ngừng thở. Về phần đại sư tạm thời quan bế Khai Hoàng Tự, đừng lại để cho khách hành hương tiến đến, ngài dẫn theo các tăng nhân bảo trì trật tự toàn thành. Tốt, bần tăng sẽ đi làm ngay. Bất quá hai vị thí chủ phải làm như thế nào để ổn định bách tính đồng thời khiến cho tu sĩ ngừng hô hấp lại. Đoạn Trần đại sư nghi hoặc, bây giờ dân chúng và tu sĩ trong thành đều vô tình, lực hiệu triệu của hai người Lục Dương cắt giảm trên phạm vi lớn, bọn hắn sẽ ngoan ngoãn nghe nói sao? Cái này đơn giản. Lục Dương vừa nói, móc ra cây bồ đề, chui vào trong đất, thi triển chủng thụ quyết biến ra phân thân bồ đề. Lại từ bên trong ngọc bài thân phận móc ra một chiếc áo bào màu đen thêu hình đầu lâu màu vàng, bọc ở trên phân thân bồ đề. Lão già, bà bất quá chỉ là mẹ ta mà thôi, đừng tưởng rằng bà nói cái gì ta liền sẽ làm theo đó, ta về sau không cần đến bà đưa ra quyết định. Ta làm như vậy còn không phải là vì tốt cho ngươi à? Chẳng lẽ ta còn có thể hại mình? Ngươi chính là tên Bạch Nhãn Lang, không có tình người, ta coi như không có ngươi đứa con trai này. Đối thoại tương tự khắp nơi có thể thấy được. Tình cảm cùng với lợi ích là hai nhân tố lớn quan trọng duy trì quan hệ xã hội. Khi mất đi tình cảm chỉ còn lại lợi ích, quan hệ xã hội vốn có gần như sụp đổ. Khai Hoàng Thành đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bỗng nhiên nơi xa phát ra một tiếng kêu la, giống như là nắm đấm đánh mặt đất lay động, tóe lên cát bụi. Lại có tiếng kiếm ong ong phá không, vượt qua tốc độ âm thanh, giống như oanh lôi. Tặc tử đừng trốn. Ba đạo nhân ảnh từ bên trong cát bụi bay ra, tiếng đánh nhau không ngừng, từ xa mà đến gần, càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng giáng lâm trên không Khai Hoàng Thành, khí thế dọa người. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng hình tượng của ba đạo nhân ảnh. Là Lục Kiếm Tiên cùng với Mạnh Phật Tử. Một người khác là ai? Mặc áo bào đen, thấy không rõ. Mạnh Cảnh Chu thi triển La Hán Quyền, quyền ấn huy hoàng, so với mặt trời đều chói mắt.
Đồng thời hắn lặng lẽ xé nát mười mấy tấm phù lục, Phật âm hùng vĩ truyền đến, như có hàng trăm hàng ngàn vì mạnh cảnh chu ca công tụng đức, niệm tụng kinh văn. Phía sau đầu của Lục Dương hiển hiện vòng ánh sáng, là vô số kiếm khí màu vàng ngưng tụ mà thành, thần thánh giống như tiên nhân. Hai người quả thật là có chút bản lĩnh. Dưới lớp áo bào màu đen, phân thân Bồ Đề phát ra tiếng cười âm lãnh. Ngươi đến cuối cùng là người phương nào? Lục Dương không để mình bị đẩy vòng vòng lấy lòng, giận dữ mắng mỏ phân thân. Giáo chủ Khô Lâu thần giáo Bạch Cốt phu nhân. Phân thân Bồ Đề phóng thích uy áp vô biên, tựa như trời đất sụp đổ. Cả tòa Khai Hoàng thành đều bao phủ ở bên trong cỗ uy áp này, từ tu sĩ Nguyên Anh cho tới bách tính, đều nằm rạp trên mặt đất. Dân chúng người không biết Bạch Cốt phu nhân là tu vi thế nào, các tu sĩ Nguyên Anh lại biết. Đây nhất định là đại năng hợp thể, nghe chính là tà giáo. Phân thân Bồ Đề giận tím mặt, dám vũ nhục thần giáo, vậy liền dùng thành này làm vật tế. Xâm La kiếm trận. Kiếm trận không có uy lực gì nhưng bày ra động tĩnh cực lớn, đóng đinh tại hư không. Trên không Khai Hoàng thành xuất hiện trận pháp tựa như bảo tháp, từ dưới lên trên càng ngày càng nhỏ, giống như địa ngục Xâm La. Dám can đảm đồ thành, Hoàng Thiên Đổ tiên quyền. Mạnh Cảnh Chu hét lớn một tiếng, diệt tiên kiếm. Lục Dương giơ cao thanh phong kiếm, kiếm khí dài đến 100 mét, chính là thuyền lớn Đông Hải đều có thể một kiếm chặt đứt. Hai người thi triển tất cả vốn liếng, cùng với phân thân Bồ Đề của Lục Dương. Tất cả mọi người ở Khai Hoàng thành đều ngửa đầu nhìn qua chiến trường trên không trung, lo lắng một đạo công kích dư ba của Bạch Cốt phu nhân rơi xuống trong thành, đánh trúng bọn hắn. Cùng lúc đó, tăng nhân Khai Hoàng tự dưới sự chỉ huy của Đoạn Trần Đại Sư đem Khai Hoàng thành chia cắt, tranh thủ khiến cho dân chúng giảm bớt giao lưu cùng với di chuyển. Sau khi huyết chiến mấy trăm hiệp, phân thân Bồ Đề rốt cuộc dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, không tiếp tục kiên trì được nữa, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Được, không hổ là Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu trong truyền thuyết, quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Muốn bảo vệ bách tính trong thành này sao, ta xem các ngươi làm sao bảo vệ. Thần giáo vĩnh tồn. Thân thể của phân thân Bồ Đề nhanh chóng bành trướng, biến cố phát sinh quá đột ngột, hai người Lục Dương căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng bạo tạc, phân thân Bồ Đề tự bạo, khói đặc màu đen cuồn cuộn, bay lả tả tung bay ở không trung. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1377, đối chiến với hợp thể trung kỳ, 1. Thần sắc Lục Dương đột nhiên thay đổi, không tốt, là độc thi cốt sản sinh ra từ trong núi thây biển máu trong truyền thuyết, hít vào một ngụm lục phủ ngũ tạng liền sẽ tán loạn, thần tiên khó cứu. Bọn hắn dùng sức xua đuổi khói đặc, lại không cẩn thận đem khói đặc khuếch tán khắp nơi đều là khói. Tất cả mọi người trong thành vội vàng trốn vào gian phòng, các tu sĩ thì là nhao nhao ngừng thở, đều không ngoại lệ. Hai người Lục Dương liếc nhau, làm xong. Chính như bọn hắn dự liệu vậy, chỉ cần tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh không còn hít độc vong tình, rất nhanh thì có thể phân giải độc tính khôi phục bình thường. Bọn hắn cũng có thể ý thức được vừa rồi bản thân không được bình thường, cùng với dị dạng trong thành. Đang lúc hai người Lục Dương coi là tạm thời khống chế lại cục diện, hai thân ảnh bay lên trời, lạnh lùng nhìn hai người Lục Dương. Không hổ là đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân, quả thật là có chút thủ đoạn. Mặc dù không quen biết hai người này, nhưng Lục Dương rất dễ dàng liền đoán ra thân phận của hai người này, người của Vô Tình giáo, chính là các ngươi thả độc vong tình ra. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Đoạn Trần đại sư trong lòng hơi hồi hộp một chút. Một người trong đó xuất hiện qua trong trí nhớ của Tam Mục Quỷ Tăng, chính là Tam Mục Quỷ Tăng thượng cấp, trưởng lão Vô Tình giáo Bách Lý Đình, tu vi hợp thể kỳ. Một người khác đã có thể đặt song song cùng với Bách Lý Đình, nói rõ cũng là tu vi hợp thể kỳ. Hai tên hợp thể kỳ muốn tính kế Khai Hoàng thành của hắn. Lục thí chủ cùng với Mạnh thí chủ có thể đối phó sao, nếu là đối phó không được lại như thế nào mới tốt. Thế Tôn phù hộ. Đoạn Trần đại sư mặc niệm kinh Phật vì hai người cùng với Khai Hoàng thành khẩn cầu bình an. Độc vong tình sao, xưng hô thế này cũng không tính là sai. Một tên trưởng lão khác của Vô Tình giáo nói, hắn gọi Ô Thủy. Các ngươi vì sao muốn phóng thích độc vong tình? Lục Dương nghiêm nghị quát lớn, hắn mất tích làm không rõ ràng, người của Vô Tình giáo đến cuối cùng là muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Tự nhiên là muốn chế tạo vong tình đan. Trưởng lão Ô Thủy nắm chắc thắng lợi trong tay, không ngại nói cho hai người bọn hắn biết chân tướng.
Bọn hắn không đối phó được với khí thế hung hung của người nhà họ Mạnh, còn không đối phó được hai tên thiên kiêu thành danh nhỏ tuổi. Người chính là Vạn Vật Linh, nếu nói có đan lô gì sự tình thiên nhiên, tự nhiên là nhân thể à. Lục Dương trong lòng sinh ra suy nghĩ hoang đường, chẳng lẽ vong tình đan này là lấy người làm vật chứa mà luyện chế. Khó trách Bất Hủ tiên tử không nhìn ra thủ pháp luyện chế, đây là phương thức nàng chưa hề tiếp xúc qua. Mạnh gia các ngươi rút ra từng tên chúng ta bố trí tại Phật Quốc, khiến cho chúng ta tại Phật Quốc không tiếp tục chờ được nữa. Trước khi đi nếu là không làm chút gì, chẳng phải là lộ ra tình thế vô tình giáo chúng ta quá yếu sao? Các ngươi tại Khai Hoàng Thành tìm tới tung tích thần giáo của ta, đúng lúc các ngươi cũng đều tại Khai Hoàng Thành, nếu là không làm chút gì, chẳng phải là đáng tiếc rồi. Con mắt Lục Dương có chút nheo lại, nghe ý của hai vị, không chỉ là muốn giở trò đối với dân chúng trong thành, còn muốn đối phó với hai người chúng ta. Tự nhiên là muốn đối phó các ngươi, hai người các ngươi hại thần giáo ta bại lộ hành tung, chính là kẻ cầm đầu. Các ngươi thế mà còn không tránh về đại hạ, ngược lại nghênh ngang tiếp tục lưu lại Phật Quốc, quả nhiên là không biết chữ chết là viết như thế nào. Hai tên trưởng lão vô tình giáo này sớm đã đạt tới tâm cảnh vô tình, nói tới nói lui ngữ khí bình thản, không chút nào phập phồng, nghe rất là quái dị. Ta còn thực sự không biết chữ chết là viết như thế nào. Lục Dương giơ thanh phong kiếm lên, chuẩn bị làm thật, hắn đã hỏi Bất Hủ tiên tử, hai tên trưởng lão này đều là tu sĩ hợp thể trung kỳ. Trước đây hắn giết qua một trưởng lão vô tình giáo hợp thể sơ kỳ, nhưng đó là bị man cốt cùng với Lan Đình tiêu hao qua một vòng, lúc này mới đánh nhau nhẹ nhõm. Bây giờ hai tên trưởng lão vô tình giáo này trạng thái đều ở vào đỉnh phong, xác thực không dễ đánh. Nhưng có thể thử một chút, tiểu bối cuồng vọng. Trưởng lão Bách Lý Đình lạnh lùng nói, đời này của hắn thấy qua thiên kiêu không phải số ít, nhưng thiên kiêu hóa thần trung kỳ có thể uy hiếp đến hắn, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Một kiếm hóa vạn kiếm. Lục Dương hét lớn một tiếng, dưới chân xuất hiện kiếm đạo màu vàng lĩnh vực hình thức ban đầu, vô số từ kiếm khí tạo thành thanh phong kiếm trải ở không trung, tựa như một đầu tiền đồ tươi sáng. Lục Dương tùy ý rút ra một kiếm, bổ về phía trưởng lão Bách Lý Đình, kiếm mang sáng lên, chợt lóe lên. Vốn là trưởng lão Bách Lý Đình còn không phải rất để ý đến Lục Dương chợt lông tơ dựng lên, một kiếm này đã vượt quá dự liệu của hắn. Hắn trong nháy mắt từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối mai rùa, chặn một đạo kiếm mang này. Kiếm mang chỉ lưu lại ở bên trên mai rùa một đạo bạch ấn nhàn nhạt. Vốn chỉ là thăm dò tính công kích không có thương tổn đến Bách Lý Đình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Điều khiến Lục Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là Bách Lý Đình lấy ra mai rùa. Chương 1378, đối chiến với hợp thể trung kỳ, 1. Mai rùa huyền vũ tộc. Lục Dương cười lạnh một tiếng. Tên trưởng lão vô tình giáo này làm việc quả nhiên là không kiêng kỵ gì, lại dám dùng mai rùa của tộc Huyền Vũ làm pháp bảo, thật không sợ bị người tộc Huyền Vũ phát hiện à? Lục Dương không nói nữa, kiếm đạo lĩnh vực hình thức ban đầu chấn động, từng chuôi thanh phong kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm sáng loáng nhắm ngay Bách Lý Đình. Đi! Bá bá bá! Vô số thanh phong kiếm hóa thành kiếm mang thẳng hướng đến Bách Lý Đình, Bách Lý Đình lấy mai rùa tộc Huyền Vũ phòng ngự. Bị đánh liên tiếp lui về phía sau, những kiếm mang này không những uy lực kinh người, thậm chí lực đạo đều cực kỳ lớn. Được, công kích lăng lệ. Bách Lý Đình không dám khinh thường, Tam Mục Quỷ Tăng cùng với Không Động Âm Ảnh là thuộc hạ của hắn. Hắn nghe nói Lục Dương trước mặt mọi người chiến đấu cùng với Tam Mục Quỷ Tăng. Tuyên bố Tam Mục Quỷ Tăng là quỷ vương hợp thể kỳ, còn tưởng rằng Lục Dương chắc chắn là một hạng người nói ngoa. Loại người này có chiến lực thường sẽ thấp hơn so với lời đồn đại. Đây rõ ràng là so theo như đồn đại còn mạnh hơn. Đoạn Trần Đại Sư vô cùng vui mừng, Lục thí chủ quả thật là có bản lĩnh. Bất quá thì tính sao, hợp thể kỳ nắm giữ quy tắc là ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua hồng câu. Ở đây lập xuống quy tắc, thân thể của ta cường độ tăng lên đến trình độ huyền vũ quy giáp. Quy tắc chi lực tràn vào trong thân thể của Bách Lý Đình, thân thể từ bên trong ra ngoài rực rỡ hẳn lên. Cho dù không cần quy giáp huyền vũ, những kiếm mang này cũng không đả thương được hắn. Kiếm mang đánh ở trên người hắn, đinh đinh đang đang rung động, lại không tạo được tổn thương gì. Đồ nhi bất ngữ, lúc này ngươi lại nên làm như thế nào? Bách Lý Đình dẫm lên kiếm đạo lĩnh vực hình thức ban đầu, cầm trong tay thanh đồng trường mâu cùng với huyền vũ quy giáp, công phòng nhất thể. Cận chiến vốn là ưu thế của kiếm tu có thể ở bên trong cận chiến chém ra kiếm mang cực kỳ linh lực. Nhưng theo lực phòng ngự của Bách Lý Đình tăng lên,
ưu thế của Lục Dương bị suy yếu, Lâm Thời ngưng tụ ra kiếm mang không đả thương được Bách Lý Đình. Trường mâu góc độ xảo trá, Lục Dương công kích không thành chỉ có thể bị động phòng ngự, Huyền Vũ Quy Giáp cũng là một bộ phận công kích, mà Mai Rùa lại cực kỳ nặng nề, là một kiện cùn khí. Quy xà, hợp, trường mâu cùng với Huyền Vũ Quy Giáp hợp làm một thể, dung hợp thành một đầu thi thể Huyền Vũ đã chết, hung hăng đánh tới hướng Lục Dương. Oanh, Lục Dương trực tiếp bị nện rơi xuống. Đang lúc Bách Lý Đình coi là công kích lần này có thể trọng thương được Lục Dương, lại phát hiện Lục Dương thế mà thuận thế chui vào trong đất, sau đó mặt đất mọc ra một gốc cây bồ đề, dưới cây mọc ra hai tên Lục Dương. Trước đó bay ở không trung, không có cơ hội thi triển chủng thụ quyết, bây giờ cố ý bị đánh rớt rốt cuộc tìm được cơ hội. Phân thân bồ đề sinh ra, nguyên thần tiến vào, cầm thừa ảnh kiếm trong tay, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một Lục Dương khác. Hai tên Lục Dương phóng lên tận trời, không cần nói chuyện, phối hợp một cách hoàn hảo. Một kiếm hóa vạn kiếm. Phân thân bồ đề cũng có thể thi triển kiếm đạo lĩnh vực hình thức ban đầu, thừa ảnh kiếm vô cùng vô tận trải ra, lĩnh vực hình thức ban đầu dấy lên liệt hỏa hừng hực, có thanh âm kim ô vang lên. Tam vị chân hỏa, kim điểu chân hỏa, hai đại chân hỏa cùng với kiếm đạo lĩnh vực hình thức ban đầu dung hợp. Thanh phong kiếm trong tiểu thế giới, thất tinh kiếm tổ dung hợp. Vạn kiếm quy tông, kiếm trận diệt tiên. Lục Dương cầm kiếm chỉ vào Bách Lý Đình, hét lớn một tiếng, ở đây lập xuống quy tắc, quỳ xuống. Con ngươi của Bách Lý Đình hơi co lại, bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Chuyện này sao có thể, Lục Dương mới chỉ là hóa thần trung kỳ, làm sao lại sử dụng quy tắc chi lực. Một bên khác, trưởng lão Ô Thủy lấy ra xương bạch cốt mà thành phi thuyền, hắn cầm vạn hồn phiên trong tay đứng ở mũi thuyền, linh hồn kêu rên nhao nhao từ vạn hồn phiên tuôn ra, chiếm hết phi thuyền. Đám vong hồn tựa như thủy thủ, mỗi tên quản lý chức vụ của mình, thay đổi họng pháo, nhắm ngay Mạnh Cảnh Chu. Vong hồn, buồn cười. Mạnh Cảnh Chu hét lớn một tiếng, phía sau chậm rãi hiện ra một tôn pháp tướng màu vàng tựa như đại nhật dâng lên, phảng phất đại nhật sinh ra từ bên trong hoang cổ, cuồng dã không bị trói buộc. Đám vong hồn bị ánh sáng pháp tướng của Mạnh Cảnh Chu chiếu rọi, kêu rên thống khổ, trên thân bốc lên khói trắng. Pháp tướng vô thượng thuần dương trước mặt, hết thảy vong hồn đều là hư ảo. Ở đây lập xuống quy tắc, vong hồn ta không sợ thuần dương chi lực. Không sợ thì như thế nào, thật sự cho rằng pháp tướng của bản thiếu gia sẽ chỉ phát sáng thôi sao? Mạnh Cảnh Chu nhảy lên thật cao, hai tay khép lại, bỗng nhiên đánh tới hướng phi thuyền bạch cốt. Thuần dương pháp tướng cao trăm trượng làm ra động tác giống nhau, vẻn vẹn một kích liền đập phi thuyền lay động. Lão Lục mượn cái hộp quẹt. Pháp tướng vô thượng thuần dương duỗi ra tay lớn bắt đi một phần kiếm đạo lĩnh vực hình thức ban đầu của Lục Dương. Kim điểu chân hỏa cùng với pháp tướng hòa làm một thể, mặt trời phát ra trở nên càng chân chính. Mà hai tay pháp tướng nắm lấy kiếm khí sắc bén, uy lực đồng dạng có chỗ tăng cường. Các bạn đang nghe chuyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1379, Ta tin, 1. Hám thiên bát thức. Tam trưởng lão chỉ nghiên cứu ra hám thiên lục thức. Sau khi Mạnh Cảnh Chu trở lại Mạnh gia đạt được chỉ điểm của Mạnh quân tử tự mình cầm đao. Trên cơ sở chiêu thức vốn có lại tăng lên 2 thức, đối với chiêu thức vốn có cũng làm ra sửa chữa, trở nên càng thêm phù hợp với thói quen của Mạnh Cảnh Chu. Bộ quyền pháp này xưa đâu bằng nay, bản thiếu gia ngược lại muốn xem thuyền của ngươi có bao nhiêu rắn chắc, cuồng vọng. Ô Thủy trưởng lão giang hai cánh tay, nước biển ngập trời từ phía sau tuôn ra, đồng dạng hóa thành người khổng lồ trăm trượng, cùng với Mạnh Cảnh Chu chém giết cùng một chỗ. Thủy hỏa va chạm, Mạnh Cảnh Chu đôi mắt xích hồng, phảng phất có thể phun ra hỏa diễm, linh căn độc thân thuần dương chi lực dâng trào. Một mực phân thần áp chế dục hỏa thật vướng bận. Mạnh Cảnh Chu móc ra vong tình đan, một mạch nuốt vào toàn bộ. Đây là vong tình đan tịch thu được từ Tam Mục Quỷ Tăng nơi đó, hơn phân nửa đều ở trong tay Mạnh Cảnh Chu nơi này. Trưởng lão Ô Thủy sừng sốt một chút, kém chút coi là Mạnh Cảnh Chu cũng là vô tình giáo bọn hắn. Rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, lực lượng của pháp tướng vô thượng thuần dương tinh tiến, pháp tướng của hắn tùy thời đều muốn tan tác. Mạnh Cảnh Chu chỉ cảm thấy trạng thái tốt đến mức trước nay chưa từng có, thần đài thanh minh, rốt cục có thể toàn thân toàn ý tiến vào chiến đấu, không cần tại bận tâm vấn đề thân thể. Giết! Đang lúc bốn người hỗn chiến thì một đạo uy áp càng thêm ngang ngược bao phủ Khai Hoàng Thành,
gãy mất hỗn chiến bên trong bốn người. Nhìn người trẻ tuổi gần đây năng lực rất không bình thường a, ngay cả hợp thể kỳ đều có thể khiêu chiến. Thân ảnh già nua xuất hiện, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía Lục Dương bên này nghiêng mắt nhìn. Ngươi chính là tiểu sư đệ Diệp Tử Kim, phó giáo chủ. Bách Lý Đình cùng với Ô Thủy không tiếp tục xuất thủ, bay đến bên cạnh thân ảnh già nua, cung kính hành lễ, phó giáo chủ Vô Tình giáo. Thời điểm không sai biệt lắm, từ Phật Quốc rời đi, dù sao cũng nên mang đi chút gì, để cho Phật Quốc cùng với Đại Hạ ghi nhớ thật lâu, cũng nên mang Khai Hoàng Thành này đi. Thân ảnh già nua bình thản nói, Khai Hoàng Thành lay động không ngừng, toàn thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến trên trời. Ngay sau đó mắt của Lục Dương tối sầm lại. Lão Lục, có muốn nhìn một chút bọn hắn đánh thế nào hay không? Mạnh Cảnh Chu chỉ vào lôi đài nói, lại trở về. Lục Dương hít vào thở ra, bình phục tâm cảnh. Mới vừa rồi còn tại đả sinh đả tử, trong nháy mắt thời gian liền đảo lưu, khôi phục thành trạng thái hòa bình trước đó. Loại chênh lệch lớn này khiến cho Lục Dương có loại cảm giác dường như đã có mấy đời, tối thiểu nhất là bên ngoài hòa bình. Về mặt thời gian mà xem, lúc này hai tên trưởng lão Vô Tình giáo kia đã đầu độc vào kênh đào. Bây giờ nước dội đi đầy đường, kỳ thật đều ẩn chứa độc vong tình, chỉ bất quá còn không có hoàn toàn bay hơi. Tỷ như trùng tu trùng vương sao động, chính là hấp thu độc vong tình. Nói không chừng đã có hài đồng cũng trúng độc, nhưng hài đồng lực ảnh hưởng quá nhỏ, ai cũng không có chú ý tới. Tiên tử, hai tên trưởng lão kia, còn có phó giáo chủ có ở Khai Hoàng Thành hay không? Bất Hủ tiên tử mở ra thần thức cảm giác một chút, không có. Lục Dương gật đầu, kết quả này nằm trong dự đoán của hắn, nếu là kia hai gã trưởng lão Vô Tình giáo đang ở Khai Hoàng Thành mà nói, liền sẽ không dung túng hắn cùng với lão Mạnh diễn kịch tại toàn thành, diễn kịch kết thúc mới ra ngoài. Lúc này bọn hắn hẳn là ở địa phương khác. Lục Dương nhếch miệng lên một vòng mỉm cười có chút hiểu được. Thật vất vả đánh xong hai tên trưởng lão, phó giáo chủ liền xuất thủ, lộ ra các ngươi có nhiều người à. Lão Mạnh, trước đừng xem so tài, hiện tại có mấy chuyện đại hảo sự làm thiện tích đức cần ngươi xử lý. Chuyện đại hảo sự gì? Mạnh Cảnh Chu không thể hiểu được lão Lục làm sao bất thình lình nói như vậy. Ngươi bây giờ đi đến đường phố Hoàng Thạch, trên đầu phố bên kia có một người mặc đấu bồng màu đen, sẽ cười quái dị, còn cầm ngân châm ra hỏa. Ngươi đi bắt lấy hắn, sau đó quẹo đến trước một quán ăn bình dân có cổng, có một hòa thượng bụng lớn ăn mặc quần áo hoa lệ. Lại xuyên qua một lối đi, ngươi có thể gặp một lão đầu muốn tự bạo. Mạnh Cảnh Chu nghe Lục Dương nói rất thành thật, không giống như là đang gạt hắn. Vậy ngươi đi làm cái gì? Ta đi gọi người. Lục Dương vứt xuống câu nói này, xuyên thẳng qua trong đám người, trở lại khách phòng của Khai Hoàng tự, đập đầu liền chết. Vấn Đạo Tông, đại điện nhiệm vụ, hồn đăng thất. Hồn đăng của Lục Dương chợt sáng chợt diệt, Cố Quân Diệp nhanh chóng gọi Đái Bất Phàm tới. Đái Bất Phàm nghiên cứu quy luật sáng diệt của hồn đăng, giải đọc ra ý tứ Lục Dương truyền đạt. Mời Hãn Hải Tổ Sư mở một đầu thông đạo từ Khai Hoàng Thành trở lại Tông Môn, Lục Sư Đệ muốn trở về một chuyến. Biển cát mênh mông, mấy người cưỡi vài đầu lạc đà, trong sa mạc cực kỳ dễ thấy. Không muốn, Đường Truyền Võ bỗng nhiên tỉnh lại. Ánh mắt bối rối. Đường tiểu tử thế nào? Chương 1380, ta tin, 2. Nam tử trung niên xúc hồ chú ý tới dị dạng của Đường Truyền Võ, ra hiệu đội ngũ dừng lại, lại trở về. Đường Truyền Võ tự lẩm bẩm, như ở trong mộng mới tỉnh, đầu đầy mồ hôi, đây là lần luân hồi thứ mấy, lần thứ 6 hay là lần thứ 7. Một lần luân hồi gần nhất cuối cùng cho hắn xung kích quá lớn, hắn hiện tại đầu óc hỗn loạn thành một đoàn, cần trải vuốt một chút chuyện đã xảy ra. Bọn hắn đều là người trong tiệm thuốc Khai Hoàng Thành, bây giờ tiệm thuốc thiếu hàng, đang lúc tiến đến Liên Hoa Thành đi thu mua dược liệu. Trước khi trên đường đến Liên Hoa Thành, đụng phải sói cát cực kỳ hiếm thấy, bọn sói cát này giàu hoạt dị thường, lại rất hung hiểm, Lang Vương dẫn đầu chính là tồn tại cấp độ luyện khí đại viên mãn. Bọn hắn đi ra ngoài ở ngoài có võ nghệ bàng thân, thậm chí Đường Truyền Võ có chiến lực là cao nhất trong tất cả mọi người ở đây. Nhưng dù cho như thế, đối mặt Lang Vương có dự mưu tập kích, bọn hắn cũng khó thoát thăng thiên. Đường Truyền Võ dùng 5 lần luân hồi, cùng với Lang Vương đấu trí đấu dũng, vẫn như cũ không cách nào chiến thắng Lang Vương, tính mạng của toàn bộ đội ngũ đều nằm trong miệng sói. Tại lần luân hồi thứ 5, dưới tình huống hắn tính toán đủ kiểu, Lang Vương rơi vào cạm bẫy sớm đã chuẩn bị tốt.
Nào có thể đoán được Lăng Vương tại bước ngoặt nguy hiểm vậy mà đột phá đến trúc cơ kỳ kinh khủng, khiến cho hết thảy tính toán biến thành trò cười. Đường Truyền Võ gần như bị ép điên, Lăng Vương căn bản cũng không phải là đối thủ mà hắn có thể đối phó. Trước đây hắn không phải là không có gặp được đối thủ là tu sĩ, nhưng đó là ở trong thành, hắn có thể bốc lên đủ loại mâu thuẫn, từ đó giằng co với nhau. Nhưng nơi này là sa mạc, phía trước không có thôn, phía sau không có cửa hàng, căn bản tìm không thấy đối thủ có thể cùng Lăng Vương xứng đôi. Tại lần luân hồi thứ 6, hắn rốt cục không chịu nổi loại tra tấn này, không còn cứu vớt đội ngũ. Một thân một mình cưỡi lạc đà chạy về Khai Hoàng Thành, đến Khai Hoàng Thành tìm viện binh, nói như vậy không chừng còn có thể cứu được một hai người. Nhưng lúc hắn đang trở lại Khai Hoàng Thành, nghênh đón hắn lại là người vô tình toàn thành, căn bản tìm không thấy cứu binh, hai vị đại sư còn đang giao đấu cùng với hai tên trưởng lão vô tình giáo. Hắn dưới tình thế cấp bách, về đến trong nhà muốn nhìn muội muội một chút như thế nào. Thời điểm đó đã là giữa trưa, Thôi Tước Nhi phát cháo đã kết thúc, còn không hề rời khỏi khu ổ chuột. Không biết tu sĩ Kim Đan Kỳ từ nơi nào đến coi trọng sắc đẹp của Thôi Tước Nhi, thừa dịp loạn bắt đi, mặc cho hắn kêu to phản kháng như thế nào cũng vô dụng. Hắn lảo đảo về đến trong nhà, lại phát hiện muội muội mặt không thay đổi nhìn hắn, phảng phất như đang nhìn một người xa lạ, ánh mắt kia nhìn hắn lòng như đao cắt. Sau đó phó giáo chủ vô tình giáo xuất thủ, muốn đem cả tòa Khai Hoàng Thành rời đi. Hắn rốt cục không chịu nổi loại tra tấn này, tự sát thân vong, đi vào lần luân hồi thứ 7. Đường Truyền Võ trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, dưới mắt có Lăng Vương mai phục, Khai Hoàng Thành có tu sĩ Kim Đan Kỳ bắt Thôi Tước Nhi đi, còn có ma đạo vo cùng phách lối di chuyển toàn thành. Mỗi một thứ đều không phải là hắn có thể ứng phó có được. Làm sao bây giờ? Hắn phải làm sao? Đường tiểu tử. Xúc Hồ Trung Niên nói thầm trong lòng, tiểu tử Đường Truyền Võ này ngày thường nhìn xem thật cơ trí, hôm nay đây là có chuyện gì? Đường Truyền Võ vốn cho rằng một lần gần nhất đi vào Khai Hoàng Thành, vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng mà trải qua một lần luân hồi gần nhất nói cho hắn biết, Khai Hoàng Thành so với Đại Mạc càng là nơi nguy hiểm hơn. Coi như có thể quay lại thời gian thì như thế nào, hắn cứu không được bất luận kẻ nào, hắn chỉ có thể cứu mình. Trải nghiệm của một lần luân hồi gần nhất ở trong đầu hắn không ngừng hiện lên, tính mạng của đội ngũ nằm trong miệng sói, Thôi Tước Nhi bị bắt đi, muội muội vẻ mặt lạnh lùng, Khai Hoàng Thành bay lên trời. A, Đường Truyền Võ tâm loạn như ma, giơ thẳng lên trời kêu to, hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp. Bỗng nhiên, trong đầu hắn lóe lên qua hình ảnh sau khi Lục Đại Sư hủy diệt Khô Lâu Thần Giáo, từng nói với hắn một câu. Hai chúng ta sẽ còn ở Khai Hoàng tự một thời gian ngắn, nếu là gặp phải chuyện gì tùy thời có thể đến tìm ta. Không gian thông đạo khép lại, Lục Dương mang theo thanh phong kiếm, trở về khách phòng của Khai Hoàng tự. Hắn cất kỹ thanh phong kiếm, rời khỏi Khai Hoàng tự, chuẩn bị đi tìm Lão Mạnh tụ hợp. Một bóng người cưỡi lạc đà trên đường phố rong ruổi. Đường Truyền Võ trông mong nhìn thấy Lục Dương đứng tại cổng chùa miếu có chút mộng, như chút được gánh nặng, ầm một tiếng từ bên trên lạc đà ngã xuống. Hắn có trải nghiệm của 6 lần luân hồi trước, vượt qua Lăng Vương, một đường phi nước đại, rốt cục đuổi theo Độc Phong Tình trước khi triệt để bộc phát tìm tới Lục Dương cây cỏ cứu mạng duy nhất này. Lục Dương tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa đỡ lấy Đường Truyền Võ suýt nữa rơi trên mặt đất. Đường Truyền Võ ánh mắt tuyệt vọng, Lục Đại Sư tòa thành này gặp nguy hiểm. Các bạn vừa nghe xong tập 138 của bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.